đang giữa đồng luôn các bạn. Ơ kìa, cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy, ở đâu mà bò, ở đâu mà ra lộ giữ thằng thiên địa vậy bà con. Ôi ơi, vô trong mấy chú bò. Trời ơi, trời mưa trời gió, đi vô chuồng nằm đi, cái gì đâu mà nằm ở đâu giữa đường đồng người ta vậy, quánh nở heo mấy chú bò luôn á. Bây giờ nó chặn đường gì sao đi các bạn. Thôi chắc mình ghé phải đi đường khác luôn á, tao lại mày thiệt chứ. Mưa gió không về chuồng nở, ở đâu mà đứng ở giữa cánh đồng luôn rồi mày chịu à. Ô thằng. Rồi bà con ơi, nhớ đeo dây an toàn vô kỹ càng nha. Đường đi đường đất nên nó hơi lắc lẻo khó đi. Có gì bà con ngồi ở trên tầng ghế 2 giường số 2 ở trên mà có bị văng xuống bà con thông cảm nha, đeo dây quỷ vô à nghe. Lắc lắm. Trời ơi. Rồi thêm dũng nước nữa. Trời ơi, đâu mà đi mà bị lúng sình lúng nước hoài vậy trời, cái gì vậy? Rồi thôi xong rồi, thôi xong rồi. Rồi. Rồi, kẹt ở dưới này luôn. Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quy Gamer đây. Ok, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game ETS2. Và ngày hôm nay các bạn, mình với các bạn sẽ cùng nhau quay trở lại để trải nghiệm là cái con xe giường nằm Taco Mobile Home phiên bản cũ. Đấy, con này thì nó là đời 2016 các bạn. Ôi trời, mưa quá mưa các bạn, để vô nhà đứng. Đấy, thôi vô nhà cái hết mưa liền các bạn. Là ra đây là mưa nè. Đó chà, vô đây là hết mưa nè. Đó. Dữ chưa? Thì ok, cái con mà ngày hôm nay mình trải nghiệm cho các bạn xem là Taco Mobile Home. Con này thì nó đời 2016. Con này thì ngày hôm nay mình trải nghiệm cho các bạn xem, nó đến từ cái nhà xe 83 vậy nè các bạn. 8 mà còn 3 nữa là 83 hả? Thì cái nhà xe này nó đi cái tiếng ở miền Tây các bạn, nó đi từ bến xe Hồng Ngự, tức là ở Đồng Tháp, Hồng Ngự là Đồng Tháp, sau đó về bến xe Bến Cát. Bến xe Bến Cát là nó thuộc Bình Dương rồi đấy. Đó. Thì con này thì nó cũng là biển số 66B00411, là cái biển số ở Đồng Tháp luôn các bạn. Đó. Xe nó có vậy đấy, gắn chữ giữ vô xe đỏ lè đỏ lét các bạn, chả có gì hết. Thì ngày hôm nay thì các bạn thấy là mình sẽ trải nghiệm cái con xe này, đồng thời mình sẽ trải nghiệm cho các bạn xem một cái map mới nha các bạn. Thì cái map này nó tên là cái map CO vậy đó, trời rộng vãi chưởng luôn các bạn. Ôi nào, bự vãi nồi luôn mấy ông mà trải nghiệm map này qua mùa đông chưa hết nữa. Đó, thì cái map này thì nó có thể là tải hoàn toàn miễn phí, nên là bạn nào muốn trải nghiệm cái map này thì truy cập lên cái trang web đó là taimod.com. Thì đây là một trong những cái trang web của mình tạo ra để chia sẻ những cái mod nào mà miễn phí để cho các bạn có thể là tải và trải nghiệm giống mình. Thì các bạn nào muốn tìm tải cái mod này thì cái tên mình để đây nha các bạn. Đây, đó, cái bản đồ nè. Các bạn tìm đúng tải cái tên đúng cái bản này về và trải nghiệm giống mình. Còn riêng cái chiếc xe khách mà ngày hôm nay mình trải nghiệm cho các bạn xem, đó là con Taco Mobile Home đời 2018 này, 16 này, thì các bạn hãy truy cập lên trang web đó là shop.taimod.com. Tại đây sẽ có bán đầy đủ từ xe khách, xe tải, rồi bản đồ Việt Nam, các thứ nhiều như trên này rất là nhiều các bạn. Bạn nào muốn trải nghiệm gì lên đó và mua để ủng hộ mình nha. Còn không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cái chuyến hành trình này nha. Giới thiệu các bạn trước cái đặc biệt của cái map mà ngày hôm nay mình trải nghiệm, đó là mình đi đường miền Tây các bạn, nên là sẽ có một cái con đường đất rất là đẹp. Đấy, cái đoạn này là mình, các bạn hãy xem mình trải nghiệm nha. Đi giường nằm mà chở khách đi đường đất đó mới hấp dẫn các bạn. Rồi bà con này, có mấy chị này có lên xe mà đứng ở đây một đống ở đây vậy trời. Ủa thằng như cái bánh xe tôi đang bị quẹo vậy mấy không. Để sửa bánh xe lại, đè máy lên. Con này thì mình quên mở cửa ra ha. Cho các bạn mở cửa cho các bạn xem. Đó. Ở dưới cốp là để ba cái thùng mướp đồ của khách các thứ, rồi khách gửi thêm chiếc xe SH đây nè. Đó, ngon lành chưa? Rồi giờ đóng lại đi. Ok. Ngon lành. Rồi đóng cửa lại. Trên cái chiếc xe, chỗ cái cửa xe nó có cái hình cái con chuột Mickey các bạn. Đây. Kính chào quý khách. À, thì con này nó là cái phiên bản xe giường giường nằm bình thường các bạn. Đó. Hai tầng, ba dãy. Đó, thấy chưa? À, hai người này đang nhiều chuyện với nhau các bạn. Hai bà tám gặp nhau và nói chuyện với nhau là thôi gọi luôn. Đó, xe thì cứ vậy đó. À, thôi bây giờ mình sẽ đi với các bạn ơi. Ôi mưa vãi chưởng nha. À, bạc gạt mưa luôn rồi. Giờ lui ra nha. Z
GPS ngày hôm nay thì mình sẽ đưa xuống đây nha các bạn. Đó, đây là lơ xe của mình. Đó, nhìn đẹp trai không? Đây thì các bạn thấy là hôm nay mình gắn một cái tượng Đức Mẹ Maria, cùng với đó là cái dĩa trái cây. Chỉ có dĩa thôi đấy. Trên này các bạn thấy mình có dán thêm một cái tem của cái tem xe chạy tuyến, gọi là tem xe khách đó các bạn. Bà gạt mưa nhanh hơn nữa không ta? Cái gạt mưa này hơi chậm đúng không? Đó. Mưa này lớn nha. Này đi trải nghiệm đường miền Tây mà còn chạy mưa nữa mấy ông. Phải cả nồi. Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn, cái nút đăng ký màu đỏ. Đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những cái thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Yeah. Rồi. Quẹo qua, quẹo phải nè. Ủa sao không có xe nào cho nhẹ mấy cha? Tôi bấm lộn cái lệnh tắt mẹ xe hay gì rồi mấy ông ơi. Đây. Rồi, ok. Ê, tắt máy gì vậy? Cái xe gì mà dễ tắt máy dữ vậy? Rồi, tới đây thì mình sẽ quẹo đường trái. Cái GPS nó dẫn cái gì đâu mà tôi nhức cái đầu luôn vậy? Ủa đây là đèn gì đây? Thôi đèn vàng. Sao vẫn chưa có xe nào chạy hết trơn ta? Sao mà tôi lạc lõng với đám đông ở đây dữ vậy? Tôi mở ba luôn rồi. Alo, có ai chạy với tôi không vậy? Sao tôi nằm ở giữa đây? À có thêm chiếc xe máy chạy kìa. Rồi giờ đèn đỏ rồi nha các bạn. Lại tiến qua lộ. Rồi ok, tới mình đi. Okay, let's go. Thì ngày hôm nay là ngoài hai cái mod này mình trải nghiệm thì mình có trải nghiệm thêm một cái mod, nó gọi là mod AI Chat Fit Việt Nam. Tức là cái mod này là các bạn thấy là những chiếc xe mà chạy chung với mình ấy thì nó là đều xe ở Việt Nam hết. Ví dụ như mấy cái dòng xe con nè, hay là những cái dòng xe tải, hay là xe giường nằm, xe máy này nọ đồ rất là nhiều luôn các bạn. Rất là hay, cái mod này rất là hay. Các bạn nào mua thì lên trang shop chung tại mod.com của tôi mà mua nha. Rồi, đây các bạn thấy không? Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái con đường đất này các bạn. Đó. Đó, đi ở quê đi đường đất cho nên gì nó mới hấp dẫn mấy ông. Trời ơi. Đường này nó hơi nhồi nha các bạn. Bà con trên xe có cái dây an toàn đó, bà con lấy, bà con quắn người bà con lại nha. Đường hôm nay đi nó hơi nhồi, nó hơi lúc lắc một tí nên bà con thông cảm. Đi đường này nó sẽ nhanh hơn xíu nè, để cho bà con đi về Bình Dương cho nó lẹ. Con về Bình Dương nó phải đi cái đường nó Bình Dương chứ. Ủa phía trước có chiếc xe gì vậy ta? À mấy cái xe này là mấy cái xe công nông nè các bạn. Xe của mấy người nông dân ấy. Phía trước là ngã ba. Ngã ba là chạy thẳng rồi đúng không? Cái CBS bây giờ nó dẫn đường cái gì tôi không biết luôn mấy ông. Còn bây giờ tới đâu tính tới đó nha, chạy tới đâu tính tới đó chứ giờ nhìn GPS là không biết đường mà chạy luôn, thật sự. Đó, vô đường này thì các bạn thấy là gắt xe nó rất là nhồi luôn. À đây là mình có gắn một cái tem của xe khách vn.com nè. Chạy đường nhồi nó lắc cà lắc qua cà lắc lại cà lắc qua cà lắc lại. Vậy nên bà con ở trên xe nhớ đeo dây an toàn kỹ vô nha, để hồi đang nằm mà văng xuống sàn mà nào không hay à. Nhất là mấy người mà nằm ở trên tầng 2 ấy, đeo dây an toàn kỹ vô. Rồi, cái gì vậy? Oh my god, cái đường này làm gì mà nó thủng xuống sâu vậy? Ơi, bị ngập nước đó mấy cha ơi, cái gì vậy? Oh my god, từ. Rồi luôn rồi, tắt máy luôn rồi. Ok á. Ok, mắc kẹt luôn cái gì rồi, mấy cha. Để mình nâng gầm nữa có được không? Ủa sao tôi nâng gầm nó không được ta? Rồi luôn rồi mấy ông ơi. Dính ở đây luôn rồi. Rồi luôn. Rồi luôn. Giờ lui lên không được mà xuống không xong luôn rồi. Dính đây bà nó luôn rồi. Trời ơi, tôi dính tàu dính ngay cái chỗ vũng nước này vậy trời. Mình bay cái xe qua nha các bạn. Chứ giờ dính ở đây luôn, không biết làm sao luôn. À, rồi. Giờ nằm giữa cái mương nước luôn rồi nè.
xe này nó dễ tắt máy lắm mấy ông. Chạy cẩn thận thôi là tắt máy. Rồi ok, mình đã vượt qua được cái vũng nước vải chưởng đó rồi. Mưa lớn quá lớn, lớn tới nỗi mà ngập nước luôn các bạn. Là đủ hiểu rồi đây. Con đường đất là nó xa chứ các bạn. Giờ này trời mưa cái kiểu mấy người nông dân ấy các bạn, người ta về nhà hết trơn rồi. Giờ chạy đường đồng mà không thấy ai ngoài đồng hết trơn ấy. Kiểu đường này giờ mình bao nguyên đường luôn. Trời mưa ở miền Tây mình mà mỗi lần ngày mưa như vậy là các bạn, đa số là người ta bày, người ta nhậu nó đã. Gì vậy? Có vụ gì phía trước người ta? Gì anh trai? Ơ kìa, ông nội nó không chạy sao lật mẹ cái thùng hàng rồi. Trời ơi, chạy sao lật luôn thùng hàng rồi. Rồi sao mình qua được đây? Thôi vậy thôi, mình quẹo phải đi các bạn ơi. Qua không được thì tôi quẹo phải. Trời ơi, đường này nhìn khó đi vậy, đi được không vậy cha? Anh viết thành bài ca. Càng ngày tôi vô đường thấy nó càng khó đi mấy bạn. Mà các bạn biết là trời mưa này mà đi cái đường đất như vậy nó rất là sình lầy. Nhưng mà không hiểu sao mình đi nãy giờ chưa có bị lún sình rồi ha. Nãy có bị lún ở chỗ cái mương nước đấy các bạn. Đường này nói chung là cũng buồn ha. Ok, nhưng mà phạt lỗi vi phạm quá trời heo, chạy đường đồng này cũng bị phạt nữa mấy cha. Cái gì vậy? Bắt đường heo. Trời mưa thì thường nó bắt mình gọi là mở cái đèn lên các bạn, mà sao mà mình đi cái đường này đường đồng mà cũng bị phạt nữa. Không lẽ công an núp trong mình lùm bắn tốc độ mình rồi phạt mình, chạy chụp hình phạt mình chạy hiểu luôn đi các bạn. Đang chạy ngon lành giữa đồng mà báo tin bị phạt. Hiểu luôn. À, đang giữa đồng luôn các bạn. Ơ kìa, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ở đâu mà bò, đâu mà ra lộ giữ thằng thiên địa vậy bà con? Ơ, vô trong mấy chú bò. Trời ơi, trời mưa trời gió đi vô chuồng nằm đi, cái gì đâu mà nằm ở đâu giữa đường đồng người ta vậy? Quánh nờ heo mấy chú bò luôn á. Bây giờ nó chặn đường gì sao đi các bạn. Thôi chắc mình ghé phải đi đường khác luôn á, tao lại mày thiệt chứ. Mưa gió không về chuồng nở ở đâu mà đứng ở giữa cánh đồng luôn rồi mày chịu à. Ô thằng. Rồi bà con ơi, nhớ đeo dây an toàn vô kỹ càng nha. Đường đi đường đất nên nó hơi lắc lẻo khó đi. Có gì bà con ngồi ở trên tầng ghế 2 giường số 2 ở trên mà có bị văng xuống bà con thông cảm nha. Đeo dây thủy vô rồi nghe, lắc lắm. Trời ơi, phía trước nó còn những cái đoạn đường quanh co nữa kìa. Oh my god. Phía trước cái đường nó không có được thẳng cho lắm các bạn, nó hơi quanh co xíu. Vô nó hấp lái à. Gạt mưa, gạt vô sức cái gạt mưa luôn các bạn. Nhanh quá. Tới đây mình quẹo trái đúng không ta? Đúng không? Trái đây cái gì nè các bạn ơi. Cái xe bét nó kêu tôi quẹo trái mà tôi cũng không biết đúng rồi kìa. Rồi thêm vũng nước nữa. Trời ơi, đâu mà đi mà bị lúng sình lúng nước ngoài vậy trời. Cái gì vậy? Rồi thôi xong rồi, thôi xong rồi. Rồi, kẹt ở dưới này luôn. Thôi xong rồi đại dương ơi. Rồi luôn, dính dưới này luôn rồi bà con ơi. Giờ làm sao chạy được đi trời. Xe tắt máy luôn nè.
Sao mà nó kẹt đây luôn ta, để tôi nhóng lên tới một tí à. Nè, nhóng lên thì chạy được rồi các bạn. Ủa nó ngập hết cái bánh xe tôi luôn á chứ đùa. Mưa gì mà dữ vậy, mưa mà làm ngập nước luôn. Ở đằng trước nữa nè, thêm một vũng nước nữa nè. Trời ơi, dữ vậy. Ê, có kinh nghiệm mày, kinh nghiệm. Ơ kìa, mấy bạn có kinh nghiệm luôn ấy. Chưa qua được, nó sẽ làm cái bụp cái. Ê, tôi thấy đằng xa xa có xe kìa các bạn. Như vậy là chắc mình chuẩn bị ra được ngoài lỗ rồi đấy. Ôi mày quá. Ơ, dũng nước nữa. Ê, qua được. May quá các bạn. Ok, qua được là mừng rồi. Như vậy là mình ra được đường lỗ rồi nè các bạn ơi. Đó, đây 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 đây. Rồi, ra được đường lỗ cái này gì vậy? Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn, cái nút đăng ký màu đỏ. Đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những cái thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Yeah. Không biết nữa, coi mình quẹo phải nha. Bây giờ là cái đoạn mình đang đi nó vẫn còn ở trong đường đất các bạn. Công việc của mình bây giờ làm sao để quay đầu qua bên kia lộ lại ấy. Đoạn bên này nó vẫn còn đường đất nè. Giờ ra đường lộ là một chuyện rồi, phải quay đầu xe lên nữa các bạn. Không biết phía trước có chỗ quay đầu xe không đây. Quay đầu xe không? Ê, ra đường nhựa rồi nè. Oh my god, vô mạnh. Cuối cùng thì các bạn thấy là mình đã ra được đường nhựa rồi nha. Rồi, đây là có một cái ngã tư để chạy ra nè các bạn. Nói chung mình cũng phải tìm chỗ để quay đầu xe lại. Được phải. Rồi rẽ trái. Có xe lên không? Rồi ra luôn, ra luôn, ra luôn. Đi về Bình Dương luôn. À, phía trước có chỗ quay đầu các bạn ơi. Đây đây đây, đây có bảng nè. Có bảng kêu quay đầu nè. Đây 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 đây. Hên quá, có chỗ quay đầu liền luôn các bạn. Tưởng đâu là phải chạy tít ở trên kia mới có chỗ quay đầu chứ, nhưng mà không ngờ là có chỗ quay đầu luôn. Ok, thế thì ngon rồi. Rồi bây giờ là nói chung là chúng ta sẽ chạy trên cái tuyến đường này thẳng về bến xe của Bình Dương luôn nha các bạn. Ui đoạn này cao tốc này nó cho mình chạy phải cao tốc bằng quốc lộ đấy, cho chạy 110 km/h hả? Xịn như vậy. Nó chạy 110 thì tôi chạy 110 luôn. Ôi, ra đường nhựa chạy khát bọt liền các bạn. Được rồi anh đi, em sẽ đi, sẽ đi, sẽ đi. Những gì em đã chán. Em sẽ đi, những gì em đã chê. Em sẽ đi. Mình đếm hết ga hết số luôn các bạn. Ơ cái gì vậy, cái gì vậy? Ơ cái gì? Cái chiếc xe nó chạy bên hông mình không thấy các bạn. Mà sắp cái đường này mình chuẩn bị chạy cái nó cản rồi nè. Nó kêu mình quẹo phải nè. Trời ơi. Rồi vậy đó mình chạy bên này các bạn. Tưởng đó là chạy thẳng đoạn đó. Nãy xe kia nó chạy cặp bên hông mình các bạn. Mình ghé phải mà mình quên nhìn. Làm hại hung luôn. Là đi ngang một cái thành phố gì đấy các bạn. Đèn xanh này qua luôn. Wow, chỗ này đẹp á. Kìa, lấy phạt báo tốc độ. Trời đất ơi. À trời ơi, công an chạy sau đít luôn.
Xém vượt đèn đỏ nữa rồi đấy. Vừa là lết bánh luôn nha. Rồi đi đi đi. Tức là cái đoạn này nó cho mình chạy 80 được các bạn. Cái này là kéo tới trong thành phố mà mình chạy gọi là như kiểu tốc độ bàn thờ vậy. Rồi chú công an chạy sau lưng con quà vậy. Chú công an có thể là qua mặt con không? Mà chạy sau lưng con quà vậy trời. Chạy sau lưng mình là sao mình dám chạy nhanh được các bạn. Con này vẫn chạy là 80 km/h. Đây là chạy thẳng luôn nè. Chú công an quẹo đi. Đây đường này đấy, rộng rãi đó chú công an. Quẹo phải đi. Ủa chú công an rồi. Kìa. Rồi. Chú công an lúc ẩn lúc hiện là mình không biết luôn mà. Đoạn này nó cấm vượt nha các bạn, nhưng mà qua đoạn này thì nó lại là cho vượt nè. Đó, xong rồi tới cái đoạn đường này nó lại cấm vượt tiếp. Từ cái đoạn này mà nó để cái lên nét liền như vậy đó các bạn thì nó sẽ cấm vượt. Ôi tôi chạy 110 rồi nè. Lại hết ga hết số nữa các bạn ơi. Đoạn nào cho chạy nhanh thì tôi sẽ giọt liền. Ok sao ta vô đây 80 nữa rồi. Đấy, cái đường này nó muốn chơi mình đấy chứ các bạn. Mới cấm cái bảng 110 đạp chưa lên được bao nhiêu nó cấm lên các bạn 80 nữa. Vô chạy 110 làm gì trời. Khổ thăng. Bảng lừa tình quá chữ. Công an. Đường này các bạn thấy nhiều biển báo vải trưởng không? Nè, biển báo giao nhau với ngã ba nè. Rồi biển báo 110 này nghe. Đó, cho chạy 110 đấy. Rồi tôi thấy xa xa có thêm một cái bảng gì nữa kìa. Rồi tới đây là nó cấm bảng 80. Trời ơi, cái đường mà nó muốn chơi mình đi nha các bạn. Đó. Qua đây 80 nữa. Rồi cấm bảng 110 làm gì tôi cũng không biết luôn ý. Chưa chạy được bao nhiêu, quay qua quay lại là tới bảng 80 rồi các bạn. Giờ vô khu đông dân cư nữa nè. Khổ vãi trưởng luôn ý. Cái bảng này lừa tình vậy rồi. Tài xế mà đi đường này gặp bảng 110 quá cha mừng. Giọt tốc độ bàn thờ các thứ chưa lên được 110 nó bắt đầu nó cấm bảng 80 rồi. Trời ơi. Còn cái tuyến đường mình đi cũng còn khá là xa ha các bạn. Ok. Đèn vàng, đèn xanh dọn thôi, let's go. Đây như có một cái trạm dừng chân các bạn. Thôi bà con khỏi ghé trạm luôn đi ha. Mình đi về thẳng bến xe luôn chứ ghé trạm làm gì bà con. Đúng không? Nay mưa quá trời rồi bà con ngồi nằm trên xe ngủ cho nó ngon. Chứ mưa gió gì mà xuống xe làm chi. Cho nước mình nước máy. Nằm hiu hiu ngủ cho nó đã đời. Trời mưa gì mà vừa ngồi trên xe mà còn nghe nhạc nó quá tuyệt vời ông mặt trời. Nè cho bảng 110 này nghe. Ê, đường này cấm vượt và thôi thuộc vượt luôn nha các bạn. Ok. Cảm ơn bác tài. Mở đường trống thì tranh thủ mà giọt. Rồi biển 110 nha. Đường quá trời biển báo luôn các bạn. Chạy đọc không hết biển báo luôn ấy. Ui, xe mà nãy giờ nó điểm lên 120 hay gì rồi nè. Ui, 128 thì các bạn. Là lên 130 rồi đấy. Phải trưởng. Đúng kiểu xe chạy tốc độ bàn thờ luôn ấy. Rồi thôi xong rồi. Ra lộ luôn rồi. Ra lề luôn rồi.
Ai đó ơi, này thì tốc độ bàn thờ cho xuống dưới lề luôn. Mình đụng ai ra cái này, cái gì mà đi lên thì gặp đụng xe nữa chứ trời. Khổ thân vậy. Mới giọt chưa được bao nhiêu, các bạn biết sao không? Vì sao mình tôi nó lách không được cái thằng quỷ đó không? Không hiểu sao khi mình chạy nhanh đó các bạn, cộng thêm trời mưa đường nó rất là trơn, đánh lái nó không ăn. Tôi đã cố tình tôi đánh lái từ xa rồi đấy mà nó không có ăn cái vô lăng đó các bạn. Rồi với làm hung ông nội đó, cái bay xuống dưới lề luôn. Khổ phải. Vậy hai cha nội. Trời ơi, hai xe đó nó hùng nhau phải không? Hai xe nó giành vượt nhau. Vượt nhau xong mà nằm đó luôn. Uầy, sáu mươi. Mày vô chạm thu phí đúng không? Phải không vậy? Chạm thu phí không? Ờ đúng rồi các bạn, ở trạm thu phí thì nó có một len màu các bạn. Mà đường nó làm cái là rộng nha. Trạm thu phí đúng một len màu các bạn. Ở này mà kẹt xe một cái tôi không biết sao luôn à. Nhưng mà trạm thu phí này là trạm thu phí tự động, nên là cái xe nào mà đa số có dán cái thanh toán tiền tự động á các bạn thì nó sẽ đi qua luôn, không có cần dừng lại để trả tiền trạm thu phí. Rất là hay ho. Xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn, cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Ủa tới chưa ta? Đi tới các bạn. Tôi lo tôi nhìn cái bán đồ mấy ông lạng phát qua tới bên này luôn à, gặp chú công an nữa kìa. Các bạn thấy đường nó trơn chưa, tôi nói mà mẹ ông không có tin. Đánh lái lách nhẹ có một cái loạn một cái muốn say máu ngà luôn vậy. Rồi tới đây mình từ nghe tôi tìm đường vô bến xe nghe mấy không. Bến xe nằm đâu vậy trời? Bây giờ là tôi tới nơi rồi đấy, mà quan trọng là cái bến xe nó nằm ở đâu thì tôi lại không biết. Ý, thế là bến... không phải, cái đó là ga. Là bến xe nằm đây. Không biết bến xe nằm đâu luôn mấy ông ơi. Hình như là phía bên trái này nè các bạn. Chính đèn đỏ vậy. Lẹ đi đèn xanh đi trời. Rồi đi. Thôi cái đèn nó lấp ló trong bụi cây luôn kìa. Rồi bên trái nha các bạn. À đây. Xe nằm ở đây. Kiếm muốn chết luôn nè. Rồi quẹo vô. À, bà con ơi tới nơi rồi nghe bà con ơi. Rồi quẹo vô. Ok. Ơ à, kìa. Sao leo lên đây luôn vậy? Leo lề luôn à. Để mình nhóng lên xíu các bạn cho bà con xuống khỏi bị ướt mình tại đậu trong nhà luôn nè. Rồi mở cửa ra. Ai mà lấy đồ ở dưới cốp thì báo cho lơ xe lấy nha, chứ đừng có ra lấy ướt mình đấy, còn thì mưa lớn lắm luôn ấy. Rồi thôi tắt máy đi nè.
kéo đứt tay luôn. Ok các bạn, như vậy là ngày hôm nay thì mình với các bạn nó cùng nhau trải nghiệm một cái chuyến hành trình với cái chiếc xe Taco Mobile Home đời 2016 này, cũng như là đến với một cái nhà xe mới, đó là nhà xe 83. Nhà xe 8 mà còn 3 nữa các bạn. Thì cái nhà xe nó đi từ bến xe Hồng Ngự, tức là bến xe ở ở Đồng Tháp, sau đó là về bến xe Bến Cát là ở Bình Dương. Đó thì mình đã đưa khách về đến nơi các bạn. Và các bạn biết là hôm nay chúng ta đã cùng trải nghiệm được một cái đường đi khá là hấp dẫn, đó là một cái con đường đất các bạn. Đó thì cái bản đồ này hoàn toàn miễn phí, đó là bạn nào muốn trải nghiệm cái bản đồ này giống mình thì các bạn có thể là truy cập lên cái trang web đó là tải mod.com. Thì tại đây thì các bạn có thể là tải được rất là nhiều những cái bản mod mà hoàn toàn miễn phí, cũng như là game, cũng như là những cái mod hay ho trên này, nói chung miễn phí hết các bạn. Nếu mà nào lên đó mà tìm mà tải nhá, thì riêng cái bản đồ này các bạn nhớ tìm đúng cái tên này, đúng cái tên này nó mới ra nha. Còn riêng mà cái chiếc xe mà ngày hôm nay trải nghiệm, cũng như là những cái mod, ví dụ như mod AI Chat Fit Việt Nam mà mấy cái xe lưu thông chung với mình đấy các bạn, thì các bạn có thể mua tại cái trang web đó là shop.tải mod.com. đó, thêm có cái từ shop vô phía trước thôi, nó ra các bạn ra cái trang để các bạn có thể là mua những cái bản mod Việt Nam, xe khách, xe giường nằm, xe tải, các thứ trên này rất là nhiều. Và các bạn mua để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ mình kết thúc video ở đây. Nếu các bạn thấy hay đừng quên để lại cho mình xin một like. Còn nào mà chưa ấn đăng ký cho kênh của mình thì đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình. Chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.